chính thức đã có mặt trên thị trường. Và ngày hôm nay, doanh nghiệp Nam Sinh đã và đang được cung cấp và phục vụ rất rất nhiều đơn hàng mà trước đây đã đặt với sản phẩm tạo xoắn. Và bây giờ cũng đang chính thức được cung ứng cho thị trường của tất cả các anh chị. Và với sản phẩm tạo xoắn này thì có lẽ là chúng ta cần phải có một số thông tin để chúng ta biết được tạo xoắn có chất lượng và tác dụng như thế nào. Nói đến tạo xoắn thì có rất nhiều giấy chứng nhận về khoa học được cung ứng và được chứng nhận về các sản phẩm tạo xoắn này. Như Tổ chức Y tế Thế giới thì họ chứng nhận Spirulina Shore là một thực phẩm lý tưởng bởi rất nhiều lý do: giàu sắt, giàu protein, an toàn tuyệt đối với trẻ em. Hay Tổ chức Lương thực Thế giới FAO thì coi tảo xoắn chính là thực phẩm lý tưởng nhất thế kỷ 21. Điều này có lẽ tất cả các anh chị là những người sử dụng sản phẩm sẽ là những người trải nghiệm rõ nhất. Nhưng nói đến Spirulina thì là nguồn dinh dưỡng và là dược liệu đặc biệt quý giá dành cho con người chúng ta, anh chị ạ. Rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Và tiếp tục, Hiệp hội Thực phẩm Bảo vệ Sức khỏe Người tiêu dùng Nhật Bản lại coi tảo xoắn là thực phẩm bảo vệ sức khỏe chất lượng cao. Các anh chị thừa biết người Nhật Bản họ khó tính đến mức này, đúng không ạ? Nhưng nói đến về góc độ khó tính hay nói về góc độ tiêu chuẩn thì phải nói đến người Mỹ, đó chính là Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ. Là gì ạ? Họ còn công nhận tảo xoắn ấy là gì? Là một trong những nguồn thực phẩm, các anh chị ạ, là tảo xoắn là một trong những nguồn thực phẩm tốt nhất cho cơ thể chúng ta. Đó anh chị nhé, tốt nhất cho cơ thể chúng ta về cung cấp protein. rất là cảm ơn anh chị. Có lẽ là các anh chị cần phải theo dõi để chúng ta được biết những thông tin này nhiều hơn. Tôi nói nhanh hay nói chậm, các anh chị hãy cùng theo dõi những hình ảnh trên chúng tôi đang cung cấp anh chị nhé. Bên bộ phận ekip đang cung cấp cho anh chị rất là nhiều. Các anh chị hãy để ý này, những tổ chức Y tế Thế giới hay Lương thực Thế giới, thậm chí là những người khó tính như Nhật Bản hoặc là những người tiêu chuẩn nhất thế giới, đó là người Mỹ, họ còn công nhận tảo xoắn là rất tốt cho sức khỏe. Vậy thì chúng ta là những người Việt Nam, chúng ta là những người Đông Nam Á, chúng ta đang được có cơ hội được sử dụng các dòng sản phẩm tuyệt vời này bởi doanh nghiệp Nam Sinh đang cung cấp cho thị trường, các anh chị nhé. Đó. Nhưng chúng ta cần phải biết tại sao lại phải bổ sung tảo xoắn trong những bữa ăn hàng ngày. Anh chị anh ghi nhớ này, bữa ăn hàng ngày là bữa ăn mà chúng ta đang cung cấp dinh dưỡng và dưỡng chất cho cơ thể chúng ta thông qua những bữa cơm, những bữa ăn đó, có thể 3 bữa một ngày. Tuy nhiên có một thực tế trong thời buổi này thì các anh chị đều biết được rằng có những bữa ăn mà chúng ta cung cấp vào cho cơ thể thì lại có quá nhiều hàm lượng độc tố, bởi vì cái vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm bây giờ đang rất là gì ạ, lan rải. Chưa hết, những cơ thể chúng ta lại còn không thể tự tổng hợp được rất rất nhiều các vitamin khoáng chất. Mặc dù chúng ta có thể ăn nhiều, nhưng ăn nhiều thì ăn về lượng, nhưng chất thì lại rất ít, đúng không ạ? Và thậm chí quá trình nung nấu, quá trình chế biến, quá trình là gì ạ, chúng ta xào nấu đi thì nó cũng làm mất đi những hàm lượng dinh dưỡng cần thiết để đưa vào cơ thể. Chính vì vậy ngày hôm nay tảo xoắn đang là một trong những thực phẩm mà giúp cho cơ thể chúng ta được tăng cường lên những cái dưỡng chất cần thiết mà lại rất là nhiều về chất. Ở đây chúng ta hãy cùng quan sát này, tôi có một so sánh rất nhỏ về hàm lượng canxi của tảo thì gấp 1,5 lần so với sữa, nhưng với hàm lượng đạm thì gấp đến 5 lần so với trứng và gấp 3 lần so với thịt bò. Trong khi các anh chị để ý, chúng ta hàng ngày ăn sữa, trứng, thịt bò và rất nhiều các loại rau khác nữa thì chúng ta ăn rất là nhiều, nhưng những cái hàm lượng ở trong đó thì nó không có cao bằng tảo. Đặc biệt vitamin A ở trong tảo thì gấp đến 15 lần so với cà rốt, anh chị nhé. Còn hàm lượng sắt thì gấp đến 25 lần so với sau chân vịt. Đặc biệt hơn nữa, các anh chị có thể biết được rằng có những hoạt chất sinh học mà rất tốt ở trong táo, mà chúng ta ăn táo thì ăn rất nhiều, nhưng tảo thì lại gấp đến 700 lần, anh chị nhé. Vì vậy chúng ta hoàn toàn có thể thấy được rằng tảo đang là một trong những thực phẩm mà có hàm lượng vitamin khoáng chất mà lại cần thiết cho cơ thể thì có được đầy đủ nhất và tốt nhất, đúng không ạ? Và ngày hôm nay chúng ta có thể ăn rất nhiều sữa, trứng, thịt bò và các thực phẩm khác nhau, nhưng chúng ta chỉ cần ăn vài viên tảo thôi thì chúng ta cũng đã cung cấp đầy đủ dưỡng chất cơ thể chúng ta rồi. Tuyệt vời không anh chị? Vâng. Các anh chị đã thấy tảo là tuyệt vời như nào rồi, đúng không nào? Và có rất nhiều các thẩm mỹ viện, các tiệm spa, họ sử dụng chính tảo lại là làm công cụ để làm đẹp. Bởi vì trong tảo thì có rất nhiều hàm lượng vitamin, những cái dưỡng chất cần thiết để giúp cho cái cơ thể chúng ta được sạch, nói dễ còn làm đẹp về vấn đề da,
và cung cấp đầy đủ protein. Chính vì vậy có rất nhiều các chị em trước đây cũng đã sử dụng tảo để uống bằng gì ạ? Đó là những cái loại là bột bằng tảo. Rồi các anh chị có thể sử dụng bột xay nghiền ra rồi chúng ta đắp vào lại, đúng không ạ? Và có rất nhiều các người mẫu, các diễn viên điện ảnh họ đã cải thiện được làn da khi họ sử dụng tảo thường xuyên, các anh chị nhé. Rồi thì đó là những thông tin mà chúng ta có thể có được khi chúng ta biết được rằng tảo tốt như thế nào, đúng không ạ? Và tóm lại, tôi xin nhấn mạnh với tất cả các anh chị, tảo giúp cho cơ thể chúng ta được tăng cường hệ miễn dịch. Ngoài ra còn có một tác dụng nữa, đó là ngừa ung thư và chống viêm rất hiệu quả. Thậm chí chúng ta có thể điều hòa được huyết áp khi sử dụng tảo này, đúng không ạ? Và khi chúng ta sử dụng tảo thường xuyên thì giúp cho cơ thể chúng ta được cân bằng độ pH, bởi vì cái độ kiềm hóa của tảo này rất tốt. Không những thế, tảo còn giúp cho chúng ta cải thiện hoạt động hệ tiêu hóa và tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng cho cơ thể chúng ta. Tuyệt vời không anh chị? Vâng, chắc chắn các anh chị ngày hôm nay được nghe đến những thông tin này. Thì đây không phải là thông tin ban đầu anh chị được nghe, mà có rất nhiều anh chị đã từng lên Google, từng lên YouTube hoặc được đi tìm hiểu những thông tin liên quan đến tảo rồi. Và đây chỉ là những thông tin mà chúng tôi tóm lược lại được cho anh chị mà thôi. Nhưng ngày hôm nay thì đã có những nhà máy ở Việt Nam đã trực tiếp nuôi trồng, sản xuất, chế biến và cung ứng sản phẩm tảo ra cho thị trường. Và đây chính là những hình ảnh ở bên trong nhà máy ở Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, Nghệ An của Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Tảo Việt Nam. Và đây chính là nhà máy sản xuất ra các sản phẩm tảo mà của Lâm Sinh hiện tại bây giờ đang cung ứng trên toàn thị trường. Và xin mời các anh chị xem được một số hình ảnh quay từ trên cao của nhà máy để chúng ta được biết quy mô của nhà máy như thế nào, anh chị nhé. Trường anh chị nhé, chúng ta hãy hoàn toàn yên tâm với điều này, được không ạ? Vâng, rồi đó là hình ảnh chúng ta thấy được nhà máy của doanh nghiệp, đúng không ạ? Và công ty Lâm Sinh thì đang hiện tại có các kênh mạng xã hội, ví dụ như là Facebook, Fanpage hay là kênh YouTube, và đặc biệt là website của doanh nghiệp lamsinh.net để chúng ta có thể vào truy cập tìm hiểu các thông tin liên quan đến sản phẩm, liên quan đến doanh nghiệp, và chúng ta đặc biệt có thể được đặt hàng online trực tiếp trên chính website của doanh nghiệp, anh chị nhé. Và bây giờ có rất nhiều thông tin về sản phẩm tôi đã chia sẻ cho anh chị. Vậy thì chúng ta đều quan tâm sản phẩm này tốt như vậy thì giá cả như thế nào, đúng không ạ? Nhưng trước tiên chúng ta hãy vào trên trang web này để chúng ta có thể đăng ký được một tài khoản chính của anh chị. Và cái bước đăng ký này